Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chương trình của kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống tham quan và xem cây tại triển lãm Sinh và Cảnh Hà Nội. Tác phẩm đầu tiên giới thiệu là một cây si cổ. Một cây si cổ trồng ở trong một cái bể đá rất là đẹp. Bể đá hình chữ nhật rất là đẹp nhá. Cây này chủ vườn là Nguyễn Văn Ngọ. Chủ sở hữu là nhà vườn sinh thái Đầm Bạc. Cây này là cây của bác nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ. Đây là một cây xanh. Cây xanh này của bác Cường họa sĩ này. Hạnh Phúc Thiên Thu. Hiện nay cây xanh này đang ra rất là nhiều quả. Bác Cường họa sĩ thì có cái nét làm cây rất là riêng. Bông tán được làm rất là rõ ràng. Mạch lạc. Và cây này được ký đá cũng rất là nghệ thuật. Những cái rễ rất là ăn nhập với khối đá này. Cả những hòn đá phụ họa rất là đẹp này. Một tác phẩm rất là tuyệt vời của bác Cường họa sĩ. Những hòn đá lũa được lựa chọn rất là đẹp. Tôi mắc xem tiếp một cây xanh, xanh ngay trực hoành. Một tác phẩm cũng rất là xuất sắc. Xanh này là xanh Nam Điền nhé. Số điện thoại VIP này. Cây này nhìn chỗ này đẹp này. Bên đây có một cây xanh ký đá. Cây này cũng là xanh Nam Điền. Đây có một cây si này. Cây si này thì rất là già. Màu búp thì rất là đẹp. Lá hơi tròn. Chủ sở hữu là Thắng Nhà Báo, Long Mã Hồi Đầu. Một tác phẩm si cũng rất là đẹp. Già. Chuẩn nhũ như này này. Được đặt tên là Long Mã Hồi Đầu. Bộ tán được làm rất là tự nhiên.
bác xem tiếp một cái xanh cái đá này. Nhà vườn phiến cá xanh ngay trực huyền. Đây có một cây tổng kim cương này. Tổng dáng á, đẹp. Bộ tán làm rất là tự nhiên. Có một cái cành phóng. Chủ sở hữu là Nguyễn Minh Hoạt. Bác xem một cây xanh la mọc nhé. Thông tin của chủ cây này. Cây này kỳ đá rất là lâu rồi. Và cây này là cây cực kỳ già. Xanh làm móng nó rất là lâu già nhé, nó không như xanh Nam Điền. Được cái thân mà nó khô như này, màu da như này, rồi chùn nhũ như này. Thì từ đời cái này cũng rất là lâu rồi. Nó già là tận răm này. Nhìn cây xanh làm móng quá là mê luôn. Xanh làm móng nó phát triển dễ rất là mạnh. Cây xanh làm móng được cái cốt thân như này cũng rất là hiếm. Và cây này là cây cực kỳ đẹp. Cũng nhiều anh em thông tin là cây này có trị giá nhiều tỷ đồng. Nó già như thế này. Rễ của nó vết lại như này. Đây là cây hoa giấy này. Thông tin của chủ cây này. Màu hoa của nó này. Gốc rễ đẹp nhé. Giấy của ông mày bao giờ cho nó như này. Bác xem tiếp một cây hoa giấy này. Cái này nhìn chiều nào đẹp nhá. Có lẽ đây là chủ chính. Cây hoa giấy rất là nghệ thuật. Những đường chuyển của chi cành cũng rất là mềm dẻo. Những đường chuyển rất là đẹp nhá. Bông dâm làm quá là kỹ. Đối với hoa giấy mà làm bông dâm này thì rất là kỹ nhá. Một cây hoa giấy rất là tuyệt vời. Thông tin của chủ cây này. Quý vị và các bạn vừa tham quan và xem cây tại triển lãm Sinh vật cảnh Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.